hay là khu du lịch Ivy? Ivy Resort. Nhà mình thẳng xuống biểu trái nha em. Phong thủy đấy. Đây này, tắm bùn đây. Đây là nhà vệ sinh. Không, cái này là sao? Khu nhà vệ sinh. Phong thủy. Như ở khắp mọi nơi. Nếu mà để trái dọn xa luôn thay đồ như vậy, nhưng mà có muốn gửi tiền thoại bất cứ thì gửi đây rồi. Đây là quầy gửi đồ. Mình muốn mang theo thì về cho mình tự giữ nha. Hay nào tham gia gửi được không chị? Dạ thì chị thôi, nhưng mà ở đây chị chọn một giá trị thôi nha, còn ba lô mình bảo hành đủ với chị. Mang theo tự giữ cũng được anh ạ, ở đây không bắt buộc gửi. Em ơi, chị có thay đồ gửi đồ không? Không gửi thì gửi lại nhà em ơi. Chị nói là kem chống đục. Mình có tắm bùn nhớ mang máy theo nha anh chị. Đi nào, đi tắm bùn thôi. Đi thẳng bên trái là em ơi, đồ hai bạn nhỏ rồi. Thay đồ đi, còn chỉ một cái là xong rồi. Kìa, bác Du thấy biển cấm chưa? Bác Du thấy biển cấm còn gì nấy. Thôi em bảo rồi, tí nữa bác cứ bịt mắt mắt lại. Sao bác mặt còn xịt kia rồi, đúng không? Bác bịt mắt tay lại, bác không có ngại gì hết. Bác không có nhìn thấy ai nhìn bác luôn. Bác không có gì. Đó rồi. Không có ông người trốn vào được. À đây có bên cái bể bơi này, mình tắm ở bể bơi này này. Đây. Đây đây. Đây là bể bơi. Còn là mình tắm bùn ở bên trong kia. Đi con đi mà tắm bùn trước nó sẽ đi. Tắm bùn thì con chỉ tắm bể bơi đây, bể bơi bé. Tắm bùn trước nhé, tắm bể bơi. Có số gì mình bạn nào tắm bể bơi nè. Bể bơi khu này rất rộng. Dạ. Và khu này rất là rộng. Ở kia có cả suối kìa. Tắm bùn em đi tắm bùn trước không? Bồn đi tắm bùn đi. Dạ. Mình tắm bùn trước rồi. Tắm bùn trước. Hồ âm khoáng. Khoáng này các bạn. Mặc dù trời lại thật vẫn mặc quần jean đi vào bên dưới. Đây bác quần.